Này là king size đó. King size hả? Hồi nãy nó bự cái này nè. Quá đã nha. Cái này bự nhất á. Trường này sướng quá không? Sao vậy? Tại sao vì sướng? Lớn lên con đi trường này á. Sao vậy? Tại sao con khóa trường này? Khi mỗi ngày con vô đó con vừa kèm ăn. Con thích trường này tại vì không phải nó dạy hay mà là tại vì có kem hả? Với lại có đủ thứ. Có gì? Có đủ thứ pencil với cái... Trường nào cũng có hả chị? Chứ hỏi trường này không? Nè, trong á. Nhưng mà trường này á, cái cafeteria là bự nhất á. Mẹ với Hành lại phá ổ chim rồi. Sốc kìa, sốc kìa. Nãy đi quên đem nắp theo để cho nó chó có ngoài sân bỏ, có bỏ ngoài xe em nha. Biết. It's okay.
news. Sao? Mẹ mới đợi con chim á. À, sao? Chim nó sao? Con chim á, nó sắp cắn mẹ rồi á. Rồi sao vậy? Chim mẹ. Có rờ nó được không? Hả? Có rờ con chim được không? Nó không hay hả? Chim con hả? Hả? Chim con hả? Chim một con mẹ, hai con con. Dễ thương cực 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 kỳ luôn. Rờ được nó không? Hả? Nó không bay hả? Mẹ không. Mẹ dễ thương chết lắm. Chết không ơi. Đi 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 lại đi 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 lại qua quay phim coi, đi ngã này nè. Hai con chim. Con chim hả? Phải nói not to bother it. Hả? Không, mình không, mình nhìn thôi, nó nhìn thôi. Đừng làm cho ồn nó, đừng cho nó sợ thôi. Mẹ, mẹ, mẹ touch nó mà. Nó dễ thương á. Oh. Nè, cái gì vậy? Cho nó ăn đi. Có gì không? Có gì nữa không? Tới chưa, tới chưa hen nè. Tới rồi nè. Ở trong đó đó. Đó, cha nó về kìa. Cha nó về. Thôi, đừng lại gần. That bird. Đó, cha đừng. Nó về đó. Thôi, đừng gần nữa. Đừng phá nó, làm cho nó sợ. Đừng làm cho nó sợ hen nè. Mẹ nó nè. Đâu, nó đâu. Con ok, rồi, rồi, đừng lại gần. Where? Nó kìa. Nó. Hả? Chắc cha nó về á. Hồi nãy chỉ có mẹ thôi. Đừng lại gần nha. Con mẹ hay là cha nó kìa. Mẹ không có trong đó. Không nhìn cha luôn. Mẹ nó đi đâu rồi? Mẹ nó đi đâu rồi? Chắc đi kiếm ăn á. Con cha nó. Ở đây mẹ nó đó. Đúng là mẹ đó. À. Ra ngoài chi? Hey. Baby. Nó còn chỗ mà. Baby. Are you dad or mom? Chèn lại ăn với miệng. Mẹ vô đó đi. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi hả? Ăn gì hết? Ăn ice cream. Ăn ice cream hết rồi hả? Nó bự cái này nè. Nó bự cái này nè. Ăn hết rồi. Hả? Nhưng ăn không sợ mập thôi. Gì? Em sao vậy? Em sao khóc? Đi vào chưa?
cười. Đứa nó cho cái cười. Thank you, dear. Thank you. Okay. I know the way. Okay. Let me show you the way. I know the way. Đi lạc khi nào vẫn đi lạc là đi đò. Con đúng không lạc không? Không biết hả? Thế là sẽ đi xin. Nhận. Thằng nhỏ quá ta. Mệt rồi hả? Đi nhiều quá mệt chứ sao? Phải có ai cõng thì nó khỏe. Lớn rồi mà cõng chứ sao? Anh uống nhiều là bao nhiêu nước đó thêm á là nặng bụng là đi không nổi á Hena. Nè, nhớ đường ra không nha Hena? Nhớ không Hena? Xe đâu Hena? Mới đi có chút xíu mệt rồi. Nóng quá à, nóng quá. Còn nóng quá à. Đổ tiết đi. Xe đó con. Xe nhanh. Yeah.